cắp ảnh nguy của sao, Mitchell van der Ka, cựu thành viên đảng chính trị VVD Hà Lan, phải ngồi tù 3 năm vì hack tài khoản iCloud e của một số ngôi sao, đánh cắp ảnh nguy và phát tán lên mạng. Vụ việc xảy ra từ năm 2015 khi van der Ka là thành viên hội đồng thành phố Almere. Sự thật chỉ được phơi bày 2 năm sau đó, khi một trong số các nạn nhân báo với cảnh sát rằng tài khoản iCloud e của cô bị đột nhập. Vụ hack được cho là một phần của chiến dịch the Pháp Cường Ninh, hay còn gọi là Select nhắm tới các ngôi sao trong nhiều lĩnh vực. Nạn nhân của Vanderka là Fatima Moreira Zemelo, cựu cầu thủ khúc côn cầu, và Laura Ponticovo, một YouTuber. Ngoài ra, nạn nhân còn là các tên tuổi nổi tiếng như Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst, Kate Upton và Kalei Kuoko. Các công tố viên cho biết, Vanderka đã hack hàng trăm tài khoản, đánh cắp hơn 30.000 ảnh riêng tư lưu trữ về máy tính và thiết bị di động. Một phần số ảnh này được đăng tải lên mạng. Vanderka thừa nhận đã hack tài khoản iCloud nhưng không công nhận đã post ảnh lên mạng. Ngoài ra, Người này cũng hack iCloud e của một tin tặc khác từng đe dọa tiết lộ hành động của mình. Ngoài ảnh uy, Vanderka còn thu thập nhiều dữ liệu cá nhân gồm ảnh riêng tư của nạn nhân, tài liệu cá nhân, bản ghi vi video được upload lên iCloud. E theo truyền thông Hà Lan, chính trị gia Vanderka đã sử dụng hệ thống theo dõi phục vụ cho hoạt động gián điệp. Cảnh sát phát hiện một camera an ninh tại nhà Vanderka chia thẳng sang phòng ngủ hàng xóm.